Ồ, hai. Mày là ai? Yeah, boy. Xin chào mọi người, mình là Phước Béo. Và như trước các bạn, đó chính là con game I'm on observation duty. Nhưng đây là phần 2, Timothy Revenge. Timothy không biết là ai, nhưng mà Timothy trả thù. Con game này dịch sơ qua tiếng Việt là tôi trong nghề quan sát. Tôi làm cái nghề quan sát phần 2, và lần này là Timothy nó sẽ trả thù mình. Trước đây, cách đây rất là lâu, mình đã chơi phần 1 và có rất là nhiều cảnh kinh dị. Và thậm chí là có những anh chàng cao to, béo, hôi muốn gợi tình với mình. Con game này trả phí ở trên Steam. Mình đã được một người tài trợ cho mình con game này. Không những thế mà họ còn tài trợ cho mình toàn bộ full series của game này luôn. Nên là cảm ơn bạn đã tài trợ cho mình. Rồi bây giờ mình nó nhiều. Mình nhấn nhanh quá, xin lỗi. Như nó ghi là The Curse sao là căn nhà bị ma ám nhỉ. Không biết cái máy mình nó chạy nổi không đấy. thấy có cái tròn tròn này là hơi vui rồi đó. Có cái tròn tròn này thấy chắc chạy không. Ok. Rồi chúng ta có gì đây. Xin chào. Chào mừng. Đây là cách thức nó hoạt động. Hãy tìm những thứ kinh dị và sau đó hãy gửi đến đây và để cho sửa được chúng nó và lấy tiền. Hết. Tạm biệt. Chúc may mắn. Ok. Rồi chúng ta để mình coi. Đầu tiên mình coi mình có bao nhiêu phòng ha. Rồi, mình có phòng để mình có phòng ngủ. Chơi cờ hả? Phòng khách hả? Chắc là phòng khách. Đây là phòng bếp. Ok. Nhà tắm. Đây là sân ngoài. Gara. Wow, nhiều đấy. Oh my god, còn thêm cái phòng làm việc. Oh trời ơi, lại thêm một cái phòng ăn nữa. Ôi trời ơi, bao nhiêu phòng. Oh má ơi, nhiều phòng quá. Đây là phòng mình nghĩ là sảnh trước nha. Oh my god, nhiều phòng quá. Sao nhớ hết đây. Rồi theo như kinh nghiệm mà mình từng chơi game này thì 30 phút đầu trên đây nè. 30 phút đầu sẽ là không có cái gì đâu. Nó sẽ cho mình thời gian để nhìn xung quanh. Mình để mình coi mình có những cái. À fuck. Mình lỡ tay rồi. Ở cái gì đây? Game kitchen. Vậy là mình có thể coi. Vậy là mình có thể coi 20 camera cùng lúc à. Ngon. Ok bây giờ mình coi mình có những đây nè. Đây là những căn phòng. Ok. Living room. Kitchen, toilet, garage, study, dining với hallway. Ok, bây giờ chúng ta có những animal gì? Khốp, xác chết, the fuck. Cửa mở, thêm đồ vật. Có ma, kẻ xâm nhập. Mình ớn nhất là mấy cái thằng kẻ xâm nhập với các bạn. Nếu mình nhớ không nhầm, lần trước mình chơi con game này ở phần 1 á, mấy cái thằng kẻ xâm nhập là đấy có thằng nào là bình thường hết. Thằng nào nó cũng kiểu như tà râm á. Tà râm á. Vật thể biến mất, vật thể lớn lên, vật thể di chuyển và vật thể bị teo lại hả? Với lại tranh bị ám. Ok. Bây giờ mình không biết là những cái thứ mình cần chú ý ở đây là gì nè. Hơi khó nè. Game này chắc khó đấy. Mình không biết. Cái bình hoa luôn có ở đó hả? Toilet rồi chào object thử coi. Cái bình hoa này luôn ở đó, mình không biết nữa. Mình không để ý. Ấy, có cái thùng nè. Mình có cái thùng ở đó à? Chào object. Yeah, mình nghĩ là cái thùng này nhìn nó không hợp. Nói chung là mình nhìn cảm thấy nó không hợp với cái phong cảnh nên là chắc là nó. Mình chuyển camera bằng nút AD. Đúng à? Cái đó đúng hả? Đúng rồi. Good. Gara mình thấy có những như là xe, bánh xe, đóng này, trong đây chả có cái gì hết. Nhiêu đó thôi, cái này cũng nhìn cũng dễ nè. Đây là phòng ăn. Phòng ăn có gì thay đổi không? Mình không biết. Có gì lạ không mọi người? Bật phòng ăn sẵn đi ha. Mình không biết mình có để ý cái này không nữa. Nếu mà Phước Bé và Edit có thấy cái gì lạ lạ trên này thì báo mình nhé. Phòng này nó màu hồng vậy hả? Luôn màu hồng vậy hả ta? Mình nhớ màu tối mà. Thử luôn coi. Light hả? Có light không ta? Light là ánh sáng. Không có ánh sáng. Game này không có ánh sáng.
Ủa mà con má hết cả hồn 1 giờ. Cái gì đấy? À cái màn hình mình bị dơ. Má ơi cái màn hình mình có cái vết đen mình tưởng là cái gì á. Ok, tạm thời là mình nghĩ là không có gì hết. Cái chai sữa này luôn ở đó hả ta? Hay là chai nước rửa chén vậy? Thiết kế tự nhiên là cái bồn rửa chén nó nằm ngay giữa vậy hả? Nước ngoài vậy hả ta? Ủa mà có nãy giờ mình không kiếm được gì hết, mình lo lắng vậy. Oh fuck, đây tệ rồi đây, có rất là nhiều. Bố mày có thấy gì đâu, kiếm nó đi và gửi bán để chúng tôi dùng sữa. Quá, hoặc là mày sẽ chết. Ok, tạm biệt. Chúc may mắn. Để mẹ bố mày có thấy gì đâu. Nó kêu là phát hiện rất là nhiều nhưng mà mày có thấy cái mẹ gì đâu. Mình thử outside rồi mất cái gì đó thử coi nè. Chứ mình không biết là phải làm gì cả. Mình thấy cái gì nó không bình thường cả. Nó không có gì rõ ràng cả. Ồ, cái hình này lạ nè. Rồi xong. Ok. Đó hết rồi. Quá nhiều ma, mày đã thất bại và mày đã chỗ này chết rồi. Không, chúng ta không thể làm gì được nữa. Mày sẽ chết. Tao cũng sẽ chết. Đây là kết thúc rồi. Tạm biệt. Ok, rất là khó nha các bạn. Rất là khó, không hề dễ một chút nào. Rồi bây giờ mình để, hẹn gặp lại các bạn sau 1 tiếng nữa. Hai 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 chị ma hả? Đây là living room. Ma hai chị đẹp gái nha. Chị chết đây lâu chưa? Chị có muốn chơi cờ vua không? Em có một bàn cờ vua chờ sẵn cho chị chơi này, đừng có nhìn em như thế. Em còn trai tân lắm, em chưa có bồ. Ồ, nhìn em vậy em buồn. Bye bye chị. Hết hồn. Mấy cái đó thì hiện rõ thì dễ nhìn chứ. Mấy cái nó ẩn ẩn hiện hiện, bố ai nhớ nổi, biết nổi. Như ở đây các bạn thường nhìn gì? Mình chả biết nhìn phải nhìn gì đây cả. Nhưng mà được cái là mình có thể nhìn thấy phòng bếp nè. Với lại phòng gì ta, phòng living room xin nhờ. Đồ đeo rồi, đồ đeo rồi. Cái thứ ở trong đây đâu rồi? Cái thứ ở đây trong đây đâu rồi? Nó disappear. Ấy, 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 mình nhớ cái này nó đâu như thế này. Movement hả ta? Để mình thử coi, không là disappear. Hello What there. the fuck? What the fuck? Cái giày đây à? Cái giày của bố thằng nào đây? Cam Sturdy giày của bố ông nào vậy? Sao nó nằm đó? Chết bà, mình lộn, phải là Extra Object chứ, lộn rồi. Như cái giày không ra, để qua đó coi thử coi. Yeah, cái giày. Còn cái này chắc là Object Movement.
mình nhớ nó đâu như thế này đâu, mình nhớ đâu như thế này. Cái tủ này thiếu hả, luôn thiếu hả ta? Nhiều cái rất là khó nói các bạn ạ. Đây thử mình không còn gì nữa rồi. Thử cái chat object lần nữa thôi. Giường nệm, đồ đạc. Kích trần object disappear, bởi vì cái object disappear rất là khó, rất là khó nhìn các bạn à. Nhiều khi các bạn không để ý nó biến mất hồi nào, có ai biết được. Không có. Thử sân sau coi. Sân sau là object disappear rồi. Chú mày chạy đâu? Chú mày chạy đâu? Làm lại cho anh coi coi. Di chuyển coi nào. Để mở chú. Chú dám di chuyển à? Dám di chuyển trước mặt anh à? Chú nghĩ sao vậy? Nè, cái này nó đổi chỗ hả ta? Phải nó đổi chỗ. Như nãy mình thấy là đổi chỗ. Nó đổi chỗ mà ghê nha. Mà không để ý luôn á. Rưa. Ấy, mình nhớ đâu có cái lốp đó đâu. Ok, extra object. Yeah. Nhớ đó là không có một cái lốp. Không có lốp xe đó đâu. Hello, tủ lạnh. Rồi, phòng bếp. Lạnh mở. Má tủ lạnh mở mà nó cũng tính là extra object nha. Lỡ khi thanh niên nào đó đói quá mở ra ăn sao? 2 giờ rồi. 2 giờ rồi các bạn ơi, 2 giờ rồi. Bây giờ là 2 giờ. Có gì mất ở đây hay sao nhỉ? Để mình thử coi. Outside extra object, mình nghĩ là mất cái gì đó ở đây này, nghi lắm. Nhìn nghi vãi. Không phải à? Gì đấy? Cái bóng à? Back, fuck boy. Mà cái ghế mất hồi nào vậy? Phải nồi. Má nó mất hồi nào không biết luôn. Bây giờ cái căn bếp này không có cái hiện tượng gì hết nè. Để mình thử mò căn bếp được coi nè. Thử object movement trong căn bếp được coi. Nhiều khi các bạn phải đoán mù. Đít chai gì mà đít còn mở đít chai to phải nồi. Kitchen grow lớn bất thường. Má mình muốn được cái chai tương ớt biết lớn bất thường vậy luôn. Ăn hoài tương ớt để hết. Ước gì mình có được cái. Cái quách được phát cái tiếng gì vậy? Hello. Ok, mình bị cảnh báo rồi. Bây giờ là study room object movement nha. Mình nghĩ là movement. Cái này đâu phải liên quan gì đến ma quỷ gì đâu. Nó thích thì nó rớt rồi chứ. Nhiều cái game khó hiểu thật. Nó thịt thì nó ra thôi. Hình như ở đây có cái gì vậy mà nó mất rồi. Mình nghĩ là vậy. Mình thử sẵn chính
mất thử coi. Bây giờ thử phòng living room disappear rồi. Chứ mình thật sự là mình không biết cái gì mất, không biết cái gì nó di chuyển nữa. Hi, mày là ai? Intruder phải không? Bye bye. Chân intruder, mình nghĩ là intruder hay là god. Intruder đi chứ mình, thằng này chỉ có thể là kẻ đột nhập tấu hài đấy nha. Anh như The Ring vậy, anh nhìn anh ghê vậy rồi. Đi anh ơi, ở đây không có kẹo cho anh đâu. Ok, bình thường trở lại. Mình không biết tụi nó bắt ông đó đi như thế nào nữa. Hình như để mất cái gì nè, mình không biết tụi nó bắt ông đó như thế nào nữa, bởi vì là nó là ma đúng không, làm sao mà nó bắt được ổng. Cử người đến mấy anh cao to đen hôi đè ổng ra rồi bắt ổng đi hả? Ồ, 3 giờ sáng rồi. Hồi nãy mình bị ăn cảnh cáo này chứ, giờ mình không biết là mình phải làm cái gì đây. Giày nè, vali à. Mình thử hallway, thử object movement nó khó nha. 3 giờ sáng rồi nhưng mà mình để kiếm được cái gì cả, mình còn bị cảnh cáo nữa cơ. Ê, cái này lớn vậy hả? Nó to hơn bình thường á nha, cái ly nó hơi to á nha. Hy vọng là mình đúng. mình mà sai hơi nhục đấy. Ok, không phải được. Má này khó đấy, nói thiệt với các bạn là phần này khó lắm luôn á. Qua được cái màn này chắc cũng hai anh bedroom intruder nhỉ. Intruder hai anh muốn bắt tay với em không? Em có một cái tay để bắt này. Rồi what the fuck, camera mình bị hư à? Fuck, mà để phải chứ nó là cái gì? God. Mình nghĩ là ma. Ừ. Không phải intruder thì là ma thôi. Hay là extra object? Extra object hả? What? Extra object hả? Cái gì vậy? Cái bàn tay này là cái gì? Đừng nói là extra object nhé. Là thêm đồ vật lạ á. Nó là đồ vật à? Ok, nó là đồ vật. Đồ phải game. Mình thử study room được thôi. Nãy giờ study room mình không biết nè. Study room movement được thôi. Mặc dù mình không biết, mình nhớ cái bình này nằm ở đây. Mình thể nhớ cái này nằm ở giữa. Não mình vậy đó các bạn. Nó đánh lừa mình. Nhiều khi mình không biết thật. Rồi xong, chết mẹ rồi. Fuck! Sao nó không chỉ mình là mình sai cái gì, mình đúng cái gì nha. 12.16. Ngồi tận quốc hết mà thua. Hình như là cái camera malfunction, là camera nó bị hỏng, có nghĩa là khi mà nó bị hỏng là cái chỗ cái camera nó sẽ không hoạt động, có nghĩa là mình không được nhìn vô đó nữa. Hình như hồi nãy có một cái gì đó, cái camera mình nó bị hỏng cho nên là mình không kiếm được cái phòng đó, nên mình cũng không biết luôn. Mình không biết là cái nào bị hỏng nữa. Như cái phòng này nó bị hỏng, cái phòng này mình sẽ không hiện trên camera của mình nữa. Hình như là vậy, hồi nãy như mình đếm thiếu. Mình tổng cộng bao nhiêu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tổng cộng là 9 phòng. Ok. Chín phòng. Bedroom. Hai chị chưa mở mắt nha. Living room. God.
9, 19 phòng. 9 phòng tất cả. Bye bye chị. Về cái phần game này mình thấy khó nhất là đồ vật nó lớn nhỏ kích thước ấy. Với lại lớn nhỏ kích thước. Với lại nó mất cái gì mình chả biết nữa. Nhiều đồ quá. Huawei Painting. Ok mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 phòng đủ. Luôn luôn phải đếm nha. Không đếm là chết toay đấy. Cái gì nó bị teo lại không nhỉ? Đồ vật bị teo lại hay là bị phình ra đấy? Mấy cái teo lại, mấy cái phình ra khó nhận biết nhất. Thằng nào vô đây dám trộm đồ bố vậy? Đồ của bố mà dám trộm mà. Đồ opening. Tụi nó dám vô trộm đồ của mình kìa. Mở tủ toang hoang hết luôn. Teo lại cái gì nữa ra không? Có gì trên bàn đầy đủ không? Đầy đủ. Cái cửa đó nhỏ vậy hả? Cái trần object shrinking. Cái cửa này luôn nhỏ vậy hả ta? Nhỏ xíu xíu này dành cho người tí hon hả cưng? Không có, không phải, cái cửa nó luôn như thế à. Toilet xung quanh, rồi ok. Cái nó toilet là ngon rồi. Có ai vừa nói hay à? Cái dĩa này luôn nhỏ vậy hả ta? Dining room 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok đủ. Bây giờ là gara. Má mình vừa thấy cái cảnh tượng mình đang đếm này chứ. Object movement. Ghê nhỉ. Cái đó nhìn ghê phết đó nhỉ. Tự nhiên nó tự động nó rớt xuống thôi. Có bạn nào tinh mắt nhìn ra cái gì không? Má mắt mình như bị đuôi á. Mình tưởng là living room mà xuyên kinh thử nè. Mù mần chứ đây là xuyên.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, đủ. Ủa, mà này mình không kiếm được gì luôn. Fuck. Cái bình hoa này luôn lớn mà. Thanh niên nào mở cửa đây? Cửa mở. Có bé ma nào trốn ở đâu không? Cái ly này luôn nhỏ vậy ta. Dining room shrinking. Mình thấy cái gì nó cũng nhỏ hả? Này cũng nhỏ, cái này cũng nhỏ. Cái này cũng nhỏ. Nĩa dao là cũng nhỏ xíu xíu. Move vào bàn được. Oh, oh my god. Chủ nhà phải không? Phát ông treo cổ nào vậy? Oh my god, oh my god. Ôi trời ơi, da gà mình nó nổi lên. Intruder hả? Không, cốt. Xác chết. Rồi, bị cảnh cáo nữa rồi. Bây giờ cảnh cáo rồi, chịu chứ, mình có thấy cái mẹ gì đâu. Thấy thì mày báo cáo rồi chứ mày giấu làm cái mẹ gì. Vấn đề là mày để thấy ông à. Thấy rồi trong bedroom bên thì no đi. Phát bị cảnh cáo rồi.
mình quên đến camera nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi vừa đủ. Fuck, tôi nói nhiều lắm mà giờ mình để thấy cái mẹ gì thế này. Thôi, chết rồi, kiểu này chết rồi. Nãy giờ mình không kiếm được một cái gì luôn. Chết rồi. Kiểu này thua rồi. Oh, fuck, biết mà. Thì mình nghĩ chắc mình sẽ ngưng video tại đây. Game khá là khó. Mình sẽ ngưng video tại đây. Nếu các bạn có cái gọi là tip hay là cái cách chơi hay là những cái thứ gì mình phải chú ý á, thì để phần dưới cho mình biết ha. Rồi mình sẽ làm tập tiếp theo. Bây giờ mình chơi ván này ván thứ tư rồi mà vẫn thất bại, cho nên mình vẫn còn tệ quá. Có game khá là thú vị, khá là chill. Được, mình sẽ chơi game này tiếp, sẽ hoàn thành nó trong vòng 3 phần ha. Phần 1 mình chơi rồi, bây giờ mình đang chơi phần 2, xong rồi sau này mình xong phần 2 mình chơi phần 3, phần 4 luôn, quốc luôn phần 5 nếu có nha. Các bạn đã xem video phút béo. Đây là I am on off Verbation Duty 2 Timothy Revenge. Nếu các bạn thấy hay thì like cho nó nha, chia sẻ các kiểu ha, rồi mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Ciao.